Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đây chính là tài khoản chủ quấn có năng lực gì? Thông tin sức mạnh cụ thể của tài khoản này không rõ, xin ký chủ tự tiến hành thăm dò trong thực chiến. Và lại do tài khoản này đến từ không gian vĩ độ cao, chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong phó bản có thuộc tính vũ trụ hoặc là trong vũ trụ. Ở thế giới hiện tại chỉ có thể sử dụng 50% sức mạnh. Gì chứ? Tài khoản chỉ có một nửa sức mạnh, vậy chẳng phải là bán thành phẩm hay sao? Chơi trả đi, xin ký chủ bình tĩnh, tuy chỉ phát huy 50% sức mạnh, nhưng cho dù là như vậy, thực lực của nó cũng vượt qua tài khoản ám ảnh quân vương lúc toàn thịnh. Mạnh như vậy sao? Mới 50% đã lợi hại hơn ám ảnh quân vương rồi. Còn không có tác dụng phụ, lung tung gì đó, không hổ là chủ quân tình. Những chuyện gì lúc trước mình bay đến độ cao nhất, nhất định năng lượng lực tài khoản lại biến mất. Xem ra vũ trụ có một hạn chế nào đó đối với hệ thống. Ngươi có thể giải thích nguyên nhân trong đó hay không? Dựa vào thăm dò, trong bầu trời tồn tại sức mạnh lớn mạnh nào đó, chính thể của nó chưa rõ. Dựa vào thông tin hiện giờ có được, chỉ có thể biết được cách mặt đất cách xa tác dụng ảnh hưởng càng lớn. Ngay cả hệ thống cũng không thể nào biết bộ mặt thật của luồng sức mạnh này là gì. Ây, hơi khó giải quyết. Xin ký chủ không cần lo, bởi vì sức mạnh của tài khoản chủ quân tinh đúng lúc có thể ứng phó với cục diện này. Lúc trước lo lên vũ trụ không có bài để dùng, lần này yên tâm hơn rồi. Nuguna. Cùng tiến lên đi. Chủ quân tinh, vùng đất vinh diệu, ám ảnh sinh. Ám ảnh vô tận là màn của hắn. Ánh sao lấp lánh là cánh tay của hắn, đem vạn vật đặt dưới bóng, để lại huyễn tượng tinh thần ở tận cùng của vũ trụ. Hắn có rất nhiều cái tên, chủ quân tinh, vua quang và ảnh, vô thượng ý chí của hắn. Cũng là một thiếu niên khát vọng lại một lần nữa bước lên cuộc hành trình với bản thân. Cứ điểm. Chư vị, tôi về rồi. Chào mừng chủ nhân quay về. Không ngờ cậu lại muốn đi tìm lão già đó, và lại còn mang theo nhiều gái đẹp như vậy. Đại thúc ta đi theo cậu được sáng nay rồi. Muốn tìm ra mộ gì, đại thúc mới là vị trí quan trọng, không thể nào thiếu người được. Và lại không chỉ là mộ gì, thậm chí còn nói muốn tìm ra anh hùng truyền thuyết Mộ Vũ. Hắn thật là còn sống. Diệp Hào, cậu từng nói gặp Mộ Vũ trong lúc còn bé ở vùng đất sương mù, đồng thời còn giao cho cậu ta hai món thần khí. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Nếu không phải là chính miệng cậu nói ra, tôi thật sự là không dám tin. Kỳ không rõ các ngươi đang nói gì, nhưng nếu mà chuyện Diệp Hạo muốn làm, vậy Kỳ nhất định là sẽ dốc hết sức ủng hộ. Chủ nhân bên này. Gần đây cô vất vả rồi, tôi thử bay kiệt tác của cô xem sao. Chủ nhân yên tâm, Nana đảm bảo với người chiếc máy bay này tuyệt đối là vượt trình độ khoa học thường. Người nhất định là sẽ kinh ngạc. Nana, kỹ thuật của cô tôi rất là tin tưởng, tôi rất là mong đợi. Cơ sư Vương Bảy, Hạ Hầu Huy. Ồ, thật là chúng ta định ngồi thứ này hay không? Sao vậy, chẳng lẽ chú bị say máy bay? À, chính là như vậy, hay là các người đi trước, tôi đi riêng qua đó. Ngươi gắng nghi ngờ sức mạnh kỹ thuật của ta, đừng đem mấy thứ đống sắt vụn lạc hậu đó so sánh với khoa học kỹ thuật cao của mẫu hoàng cơ giới ta. Xây máy bay loại chuyện này 800 năm trước bọn ta đã giải quyết về mặt kỹ thuật rồi. Nếu không tin cậu ngồi xem là biết. Hôm nay tôi tuyệt đối không cho phép cậu mang theo nghi ngờ đi. Ngồi, hôm nay cậu phải ngồi cho lão lường. Tôi ngồi còn không được hay sao? Ayo, mau buông tay đi tổ tiên của tôi. Đến giờ chuẩn bị lên máy bay xuất phát. Lala, trông nhà cho kỹ. Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định là sẽ bảo vệ tốt chỗ này. Thuận buồm xuôi gió nhé chủ nhân. Báo cáo, Diệp Hạo xuất động rồi. Dùng vệ tinh giám sát khóa chết xem hắn đi đâu. Lão tử, ngay cả hắn muốn đi vệ sinh cũng phải biết rõ. Dạ. Nhưng bộ dạng của máy bay lạ quá.
Quỹ tích của máy bay của hắn hoàn toàn trái với quy tắc vật lý. Cái quái gì? Đưa hình ảnh camera giám sát lên màn hình lớn tôi xem thử. Chờ chút. Trời ơi, đây là tốc độ nghịch thiên gì vậy? Nhân viên kỹ thuật, động thái nắm được rồi có đi theo hay không? Đã mở đến công suất lớn nhất rồi, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nắm được mục tiêu kéo dài hơn 3 giây. 3 giây, vậy chẳng phải là kỹ thuật chiến cơ này đã vượt xa mấy thời đại của chúng ta rồi, sao có thể? Vậy mà còn đang làm động tác tạp kỹ, tốc độ nhanh như vậy, đổi thành người trong chiến cơ, chở người thường sớm đã ra rồi. Nhưng cậu ta, xem động tác chân chu như này, chứng tỏ hắn vốn không có gì, hắn vốn không có chuyện gì cả. Đây là thiết kế phản trọng lực đáng sợ gì vậy? Lúc nãy phân tích kết quả quỹ đạo bay rồi, Diệp Hạo làm các động tác khó này. Trên không là đang vẽ một bức tranh. Tranh, đây là ý gì? Kéo ống kính ra xa một chút để tôi xem hắn đang vẽ cái gì. Hắn làm nhiều thao tác như vậy chỉ vì đưa ngón tay giữa lên. Tiểu tử này quá hống hách rồi, tuy không biết cậu từ đâu mà làm được máy bay khoa học kỹ thuật hách này, nhưng nếu cậu tưởng dựa vào nó thì có thể hứng khu đông đại, vậy thì sai lầm rồi. Tăng tốc quỹ đạo pháo, bây giờ tôi hận không thể lao nổ chết tên nhóc này ngay. Chờ xem đi tiểu tử, cậu sẽ trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Kiểm tra tính năng máy, tiện thể, gây hứng khu đông đại, tiếp theo lên làm việc chính rồi. Ông chú lên dạy rồi. Ông chú ta đây đúng là quá tuổi rồi, chỉ một chốc đã ngủ mất. Không sánh được với thanh niên các cậu, bớt đi, tôi thấy chú đang nuôi dưỡng tinh lực thì có. Đó là điểm đến của chuyến này hay sao? Đúng vậy. Thế nào, máy bay của Lala ngồi thoải mái lắm phải không? Tốt tốt. Hiếm khi có thể ngủ ngon trên máy bay, khi về phải xin lỗi cô bé đó mới được. Cho dù động tác độ khó cao hơn cũng không đảo chút nào. Trên đời này e là không tìm được phi công lợi hại hơn hắn nữa. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là vì kỹ thuật lái của Diệp Hạo xuất sắc. Điểm này tôi sớm đã lĩnh giáo rồi. Tuyết Ngọc đã cùng bay với Diệp Hạo qua rồi. Mình tưởng chúng ta đều là lần đầu. Người đàn bà này gian xảo quá đi, lại chạy lén. Diệp Hạo lúc trước cậu không cần, không dẫn Kỳ Kỳ bay, Kỳ Kỳ không vui. Diệp Hạo lúc trước sao cậu không dẫn Kỳ Kỳ bay, Kỳ Kỳ không vui. Ánh nhìn nóng bỏng. Tuy sớm có chuẩn bị, nhưng trường Tuna của tiểu tử cậu đến nhanh thật. Phó bản này còn chưa chắc đã đánh vào trước rồi. Ông chú đừng cười tôi nữa. Chúng ta lên vào phó bản rồi, xuất phát. Lại để hắn chạy rồi. Chỗ này là thiên giới. Phó bản Đọa Thiên Sứ Chi Cảnh. Cấp kiến nghị 150 đến 250.